Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm quyển 45 phẩm 34 nhập pháp giới phần 2. Bây giờ Bồ Tát Hoại Tán Nhất Thiết Chúng Ma Trí Tràng Vương đương nhờ thần lực Phật nhìn khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Thân đại trí vô ngại, chẳng phải thân khó bàn, pháp thân Phật thanh tịnh không ai đo lường được. Hạnh nghiệp khó nghĩ bàn, khởi thân thanh tịnh này rất vi diệu trang nghiêm, không đắm nhiễm ba cõi. Ánh sáng chiếu khắp nơi, làm thanh tịnh các cõi, mở rộng cửa bồ đề, sinh trí định sâu thẳm, dứt hẳn các cấu nhiễm, dứt trừ mọi chướng ngại, mặt trời sáng ở đời, phóng ánh tuệ chiếu khắp, đoạn dứt lòng dòng sinh tử, làm thanh tịnh ba cõi, đầy đủ đức Bồ Tát, thành tựu bồ đề Phật, hiện vô lượng hình sắc mà không hề đắm nhiễm, hiện các hình sắc ấy không ai nghĩ bàn được, trí thù thắng nhân vương trong từng niệm từng niệm. Đạt vô lượng bồ đề không ai có thể biết, đầy đủ trí vô tận không ai phá hoại được. Vị ấy trong mỗi niệm biết rõ Phật ba đời, phân biệt tất cả nghiệp chánh tư duy bồ đề, tư duy chẳng tư duy, vì pháp tư duy tịch diệt, sâu xa khó diễn bày, dứt bạc đường ngôn ngữ, Như Lai từ đây sinh, việc Phật khó bàn luận. Bồ Tát minh tịnh, nguyện trí tràng vương lại nương nhờ thần lực Phật, nhìn khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Niệm thanh tịnh lìa si, nghe nhận tất cả pháp, tuệ sâu phân biệt được, biển chư Phật vô tận, tâm Bồ Tát kiên cố, tu tập hạnh Bồ Tát, phát sinh trí sâu xa, diệt trừ các nghi hoặc. Tâm Bồ Tát không chán, xa lìa sự giải đãi, thường xuyên tu tinh tấn, thấu đạt các Phật Pháp. Đủ niềm tin trí tuệ, an trú không lay động, ưa thích trí sâu xa, quán xét không dính mắc, vô lượng vô biên kiếp, chứa nhóm các công đức, luôn chuyên tâm hướng về pháp sâu xa chư Phật. Tuy ở trong sinh tử, tâm không hề đắm nhiễm, an trụ trong Phật Pháp, thường tích hạnh Như Lai. Các pháp ở thế gian như ấm, giới và nhập, đoạn trừ không sợ hãi, an trụ chánh pháp Phật. Thế gian vì phiền não, bị sinh tử luân hồi, tu tập hạnh vô ngại, làm lợi ích chúng sinh. Hạnh Bồ Tát khó bàn, không ai có thể biết, trừ diệt hết các khổ, làm an lạc quần sinh, giác ngộ trí Bồ Đề, chiếu sáng khắp thế gian, trừ tâm tối si mê, cứu độ tất cả chúng. Khi ấy Bồ Tát Hoại Tán Nhất Thiết Chướng Trí Tuệ Thế Vương cũng nương nhờ thần lực Phật nhìn khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Vô lượng vô số kiếp Phật âm khó nghe được, huống phụng sự thân cận, trừ diệt các nghi hoặc. Phật đèn sáng ở đời, thông suốt tất cả pháp, ruộng phước điền vô thượng, khiến thanh tịnh tất cả. Sắc thân Phật vi diệu, không ai có thể bàn, chiêm ngưỡng vô lượng kiếp, tâm ấy không nhàm chán. Phật tử khéo quán sát, sắc thân Phật vi diệu, trừ tất cả chướng ngại, thành bồ đề rốt ráo. Sắc thân Phật vi diệu, phát âm thanh vi diệu, các biện tài vô ngại, khai mở cửa bồ đề, chiếu khắp các chúng sinh, vô lượng khó nghĩ bàn, kiến lập trí đại thừa, thọ ký đạo bồ đề. Mặt trời đức viên mãn, mọc lên chiếu thế gian, nuôi dưỡng khắp mọi đời, thân vô lượng công đức. Ai được gặp Như Lai, xa lìa các đường ác, diệt trừ hết các khổ, đầy đủ thân trí tuệ. Nếu ai thấy Như Lai, được phát tâm vô lượng, nuôi lớn vô số trí, được gặp các đạo sư. Nếu ai gặp Như Lai, đạt định tâm bồ đề, có thể biết chắc chắn mình sẽ thành Phật đạo. Bồ Tát phân biệt pháp giới trí thông vương, nương nhờ thần lực Phật nhìn khắp mười phương rồi nói kệ rằng: Bồ Tát thấy Như Lai vô lượng công đức tịnh, đều hồi hướng tất cả quả vị nhất thiết trí, vì lợi ích chúng sinh, Phật xuất hiện ở đời, đầy đủ tâm đại bi, vì đời chuyển pháp luân, không ai diện nói được, bậc đại tiên ân từ, nhiều kiếp khó nghĩ bàn, chịu khổ thay chúng sinh, trong vô lượng ức kiếp, chịu các khổ địa ngục, không bỏ các chúng sinh, khiến họ đều thấy Phật, thay thế các chúng sinh, chịu đủ vô lượng khổ, tâm không hề mệt mỏi, để cứu độ tất cả. Tất cả các thế gian có các khổ đường ác, Phật luôn ở trong đó, khiến tất cả nghe pháp. Ở trong mỗi địa ngục, vô lượng vô biên kiếp, chịu đủ vô số khổ, vẫn không rời chư Phật. Sở dĩ vô lượng kiếp thường ở ba đường ác, vì muốn khiến chúng sinh được tăng trưởng trí tuệ. Chúng sinh thấy Như Lai được diệt trừ khổ não, an lập nơi đại hội,
cảnh giới tất cả Phật. Người nào nhìn thấy Phật, diệt hết mọi chướng ngại, tăng trưởng kho công đức, thành Bồ Đề rốt ráo. Như Lai trừ diệt được các nghi hoặc thế gian, tùy người được giáo hóa, đều giúp họ mãn nguyện. Bây giờ Bồ Tát Phổ Hiền quán sát tất cả đại chúng, muốn khai phát hiển hiện chiếu sáng một phần một lần nữa, dùng các phương tiện pháp giới để giảng nói về tam muội sư tử phấn tấn. Bồ Tát dùng các phương tiện nhiều như pháp giới, như cõi hư không, nhiều bằng ba đời, bằng các cõi của tất cả chúng sinh, bằng tất cả các kiếp, bằng tất cả các tánh nghiệp, bằng các mong muốn của chúng sinh, bằng các dục của chúng sinh, bằng các ánh sáng của pháp, bằng những sự giáo hóa tùy thời, bằng các căn cơ của chúng sinh, để giảng nói 10 loại về tam muội sư tử phấn tấn cho các Bồ Tát. 10 pháp ấy là gì? 1. Giảng nói về chư Phật nhiều như số bụi trần trong tất cả các cõi Phật, ở trong các pháp giới tuần tự xuất hiện ở đời để diễn nói chánh pháp. 2. Giảng nói những điều mà chư Phật tận đời vị lai sẽ giảng nói trong tất cả các cõi Phật nhiều bằng cõi hư không. 3. Giảng nói về tất cả chư Như Lai đang thành chánh giác trong tất cả các cõi Phật. 4. Giảng nói về Đức Phật đang ngồi nơi đạo tràng, có quyến thuộc vây quanh và đại chúng Bồ Tát tất cả đều vân tập trong tất cả các cõi Phật như bằng cõi hư không. 5. Giảng nói về tất cả chư Phật trong ba đời, trong mỗi niệm hiện ra các thân biến hóa đầy khắp tất cả pháp giới. 6. Giảng nói về một thân đầy khắp biển tất cả các thế giới và chiếu soi bình đẳng đến biển tất cả các cõi Phật. 7. Giảng nói về sự hiển hiện công đức tự tại của tất cả chư Phật trong ba đời ở từng cảnh giới. 8. Giảng nói trong mỗi hạt bụi trần hiển hiện các thần lực tự tại của chư Phật nhiều như số bụi trần trong tất cả các cõi Phật trong ba đời. 9. Giảng nói trong mỗi lỗ chân lông phát ra biển âm thanh các đại nguyện của tất cả chư Phật trong ba đời để dẫn dắt giáo hóa tất cả các Bồ Tát vào tận đời vị lai. 10. Giảng nói về việc ngồi nơi tòa sư tử như bằng pháp giới, có đại chúng vây quanh, đạo tràng trang nghiêm, tùy theo chỗ ở mà vận chuyển bánh xe chánh pháp vi diệu cho đến tận đời vị lai không lúc nào đoạn dứt. Này Phật tử, tam muội sư tử phấn tấn có các cách giảng nói nhiều như số bụi trần trong vô số cõi Phật như thế, đều là cảnh giới trí tuệ của Như Lai. Khi ấy, để nói rõ là ý nghĩa tam muội sư tử phấn tấn, Bồ Tát Phổ Hiền nương nhờ thần lực Phật quán sát Như Lai, quán sát đại chúng, quán sát cảnh giới không thể nghĩ bàn của Như Lai, quán sát tam muội của chư Phật, quán sát các thế giới không thể nghĩ bàn, quán sát trí tuệ không thể nghĩ bàn, quán sát tất cả các pháp đều như huyễn, quán sát chư Phật bình đẳng không thể nghĩ bàn, quán sát vô lượng vô biên tất cả các âm thanh ngôn ngữ, rồi nói kể rằng trong mỗi lỗ chân lông đều hiện biển thù thắng, Phật ngồi tòa Như Lai, chúng Bồ Tát vây quanh, trong mỗi lỗ chân lông biển vô số chư Phật ngồi tòa sen đạo tràng, chuyển pháp luân vi diệu. Trong mỗi lỗ chân lông, các kiếp nhiều như bụi, Đức Phật ngồi kiết già, diện nói hạnh Phổ Hiền. Ngài ngồi nơi một cõi, đầy khắp mười phương cõi, mây vô số Bồ Tát, đều đến chỗ Đức Phật. Bồ Tát nhiều như bụi, vô lượng ức cõi Phật, đến vây quanh Như Lai, giảng về các pháp giới. Hiện bày các cõi Phật, giao biển trí pháp giới, an trụ hạnh Phổ Hiền, đầy đủ hạnh chư Phật, an trụ nơi Như Lai, tất cả các thế giới, thể nhập hạnh Bồ Tát, ưa nghe pháp thù thắng, vô lượng mỗi một cõi. Ức kiếp tu các hạnh ấy rồi, nhập sâu vào biển pháp, viên mãn biển nguyện lớn, trụ trong địa Như Lai, phát sinh pháp thù thắng, đầy đủ hạnh Phổ Hiền, thành tựu biển công đức, đạt vô lượng tự tại. Mây thân Phật che khắp tất cả các cõi Phật, rưới mưa pháp cam lồ khiến chúng trụ Phật đạo. Bây giờ vì muốn khiến cho các Bồ Tát an trụ trong tam muội sơ tự phấn tấn, Đức Thế Tôn phóng ra ánh sáng long trắng giữa hai chân mày tên là Phổ Chiếu Tam Thế Pháp Giới Môn. Ánh sáng ấy có các ánh sáng quyến thuộc nhiều như bụi trần trong vô số thế giới, chiếu khắp biển tất cả các thế giới ở mười phương. Khi ấy đại chúng các Bồ Tát đang vân tập tại rừng Kỳ Hoàng đều nhìn thấy tất cả các pháp giới, thấy tất cả các cõi Phật nhiều bằng cõi hư không, nhiều loại màu sắc, nhiều loại thanh tịnh, nhiều cách an trụ, nhiều loại hình dạng. Các đại Bồ Tát trong tất cả các thế giới như vậy đang ngồi nơi đạo tràng, có các Bồ Tát vây quanh, được chư thiên cúng dường thành đại chánh giác, hoặc thấy các Bồ Tát từ trong các ánh sáng quyến thuộc nhiều như số bụi trần trong vô số cõi Phật phát ra âm thanh vi diệu vang dội khắp pháp giới,
để vận chuyển bánh xe chánh pháp thanh tịnh. Hoặc thấy các Bồ Tát ở cung điện, loài rồng, trong cung điện Dạ Xoa, Càn Thất Bà Atula, Kalola, Khẩn Nala, Ma Hầu La Già, Nhân Phi Nhân. Hoặc thấy ở làng xóm, thành ấp, kinh đô của vua loài người hiện ra nhiều loại thân hình, nhiều tên họ, nhiều màu sắc, nhiều ánh sáng rực rỡ, nhiều lưỡi ánh sáng, nhiều biện tài, nhiều quyến thuộc, nhiều cách nắm giữ, nhiều cách giáo hóa, nhiều loại âm thanh để thuyết pháp cho tất cả. Như ở nơi đây, Đức Như Lai vì các Bồ Tát mà hiện ra sự biến hóa của thần lực tam muội sâu xa, tất cả các pháp giới và các cõi hư không trong tất cả biển các thế giới ở mười phương khắp, hiện ra các thân quốc độ và thân chúng sinh, có các nghiệp phát khởi, cho đến trong mỗi lỗ chân lông đều hiện ra tất cả cũng vậy, nhưng không hề làm tổn hại ba đời, tổn hại chúng sinh. Chiếu sáng tâm của tất cả các chúng sinh, sắc thân thanh tịnh tùy theo sự thích ứng mà hiện ra các thân ở trước chúng sinh để chỉ bày pháp vi diệu của tất cả chư Phật, điều phục chúng sinh, hiện bày thần lực tự tại của Như Lai. Chúng sinh nào thấy, nghe, nhớ nghĩ và biết đến thần lực tự tại của Như Lai thì đều là thiện tri thức đời trước của Phật, đều đã tu hành căn lành bốn pháp thu phục chúng sinh, dốc lòng chuyên cầu đạo quả Bồ Đề vô thượng, thu nhiếp được các căn lành, thành tựu pháp phương tiện, đạt được các tam muội tự tại không thể nghĩ bàn của Như Lai, ngang bằng với pháp giới và hư không giới. Hoặc đạt pháp thân, hoặc được sắc thân, hoặc đạt được các hạnh tròn đủ của Bồ Tát, hoặc đạt các pháp ba la mật thanh tịnh, hoặc đạt các hạnh thanh tịnh viên mãn của Bồ Tát, hoặc đạt đến các địa vị của Bồ Tát, hoặc đạt đạo Bồ Đề tự tại, hoặc đạt được tam muội kiên cố của Như Lai, hoặc đạt năng lực trí tuệ các hạnh của Như Lai, hoặc đạt được biện tài vô ngại của Như Lai. Các Bồ Tát này đạt được các công đức vi diệu nhiều như số bụi trần trong 10 lần vô số cõi Phật như vậy. Các Bồ Tát ấy dùng nhiều loại con đường, các pháp môn, các sự thể nhập, những sự vượt qua, các phương tiện, những sự đạt đến, các phương hướng, các ánh sáng, các công đức trọn đủ, các sự tự tại, để thể nhập sâu xa vào các biển tam muội của Bồ Tát như tam muội trang nghiêm khắp pháp giới, tam muội chiếu sáng vô ngại khắp ba đời, tam muội trí pháp giới không bị tổn hại, tam muội tùy thời nhập vào cảnh giới của Như Lai, tam muội chiếu sáng khắp hư không, tam muội hành năng lực của Như Lai, tam muội sư tử phấn tấn trang nghiêm không sợ hãi của Như Lai, tam muội kho tàng phương tiện của tất cả pháp giới, tam muội mặt trăng thanh tịnh pháp giới vô ngại, tam muội mây pháp trang nghiêm thanh tịnh, tam muội cờ pháp vương diệt trừ si chướng, tam muội ở trong mỗi cảnh giới đều nhìn thấy biển tất cả chư Phật, tam muội cờ trí tuệ có ánh sáng thanh tịnh và thân tất cả thế gian không ai làm tổn hại được, tam muội thể nhập sâu xa vào thân Phật kiên cố, tam muội kho tàng tùy thuận theo tất cả thế gian, tam muội các pháp không dấu vết, không lệ thuộc, tam muội tịch diệt chiếu sáng viên mãn, tam muội chiếu sáng khắp nơi để giáo hóa hoàn hảo mà không chấp thủ, tam muội nắm giữ tất cả các cõi Phật, tam muội trang nghiêm tất cả các cõi Phật, thể hiện thành đạo Bồ Đề, tam muội hành tất cả các pháp đứng đầu, tam muội bước đi vô ngại trong tất cả các cảnh giới của chúng sinh, tam muội phát sinh tất cả chư Phật, tam muội đạt hoàn hảo biển tất cả các công đức của Phật, tam muội ở mỗi cảnh giới đều phát sinh công đức đến hết đời vị lai, tam muội hiểu rõ biển bản sinh của tất cả chư Như Lai, tam muội hộ trì chủng tánh của tất cả chư Như Lai tận đời vị lai, tam muội làm cho biển tất cả các cõi Phật đều được thanh tịnh, tam muội trong một niệm chiếu sáng khắp tất cả các cõi Phật, tam muội xa lì chướng ngại thể nhập sâu xa vào tất cả các cảnh giới, tam muội khiến cho tất cả các cõi đều thể nhập vào một cõi Phật, tam muội hiện ra hóa thân của tất cả chư Phật, tam muội trí tuệ vững chắc như kim cương nhập vào biển tất cả các căn, tam muội bao gồm thân của tất cả chư Phật đều ở trong kho tàng một thân không khác nhau, tam muội phương tiện vô tận trong một niệm ở trong pháp giới của tất cả chư Phật, tam muội thể hiện niết bàn trong các cõi Phật ở tất cả các pháp giới, tam muội an trú trong địa vô thượng, tam muội làm cho chúng sinh trong tất cả các thế giới đều thấy thân của mình không khác nhau, tam muội trí tuệ của tất cả chư Phật đều ở trước mặt, tam muội biết thật tướng của tất cả các pháp, tam muội phân biệt biết rõ ba đời trong từng niệm, tam muội trong một niệm biết được kho tàng của tất cả pháp giới, tam muội tùy thuận để biết rõ các hạnh như sư tử
và trí tuệ của Như Lai, tam muội tuệ nhãn viên mãn ở tất cả các cảnh giới, tam muội cảnh giới bình đẳng của mười lực, tam muội thị hiện bằng mắt bình đẳng ở tất cả các cảnh giới, tam muội sinh ra tất cả các sắc thân vi diệu chúng sinh nhìn không nhàm chán, tam muội kho tàng không lay động, tam muội một pháp bao gồm tất cả các pháp, tam muội một lời diệu nói được tất cả các âm thanh, tam muội pháp không phân biệt của tất cả chư Phật, tam muội xa lìa ba đời, tam muội phân biệt tất cả các kiếp là mà trí tuệ không hư hoại, tam muội phương tiện vi tế trong mười lực, tam muội sinh ra hạnh Bồ Tát trong tất cả các kiếp không hề gián đoạn, tam muội mây ở khắp tất cả mười phương hiện ra trước mặt, tam muội bồ đề tự tại pháp giới vô ngại, tam muội cờ an ổn chánh nguyện phân biệt được tất cả sự giác ngộ, tam muội trang nghiêm hư không bằng tất cả những sự trang nghiêm, tam muội sinh ra mây biến hóa trong tường niệm, tam muội ánh sáng mặt trăng Như Lai thanh tịnh như hư không, tam muội tất cả các cõi Phật tồn tại như hư không, tam muội ánh sáng trang nghiêm của tất cả các pháp, tam muội khai sáng ngọn đèn nghĩa của tất cả các pháp, tam muội ánh sáng viên mãn của mười lực, tam muội ngọn cờ của tất cả chư Phật trong ba đời, tam muội đồng nhất tạng của tất cả chư Phật, tam muội làm hoàn tất tất cả các việc trong từng niệm, tam muội kho tàng công đức vô tận, tam muội thị hiện vô lượng vô biên các cảnh giới Phật, tam muội ngồi tòa sư tử kim cang tất cả các pháp, tam muội hiện ra tất cả những sự biến hóa của Như Lai mọi người đều thấy biết, tam muội mặt trời Như Lai tất cả các niệm, tam muội biết rõ hết ba đời trong một ngày, tam muội giải thoát tịch tỉnh tự nhiên, tam muội gặp được tất cả chư Phật, tam muội trí tuệ kiên cố như hoa bát đàm ma trang nghiêm tất cả pháp giới, tam muội mắt thanh tịnh như hư không, không lệ thuộc tất cả các pháp, tam muội một phương bao gồm mười biển thế giới, bao gồm biển mười phương, tam muội thâm nhập vào pháp giới thẳm sâu không đáy, tam muội biển tất cả các pháp, tam muội thân tịch tỉnh phóng ra tất cả các ánh sáng, tam muội một niệm sinh ra tất cả các nguyện thông suốt, tam muội thành đạo bồ đề mọi lúc mọi nơi, tam muội tất cả pháp giới đều trang nghiêm, tam muội tất cả chư Phật hộ trì, tam muội trí tuệ thù thắng của tất cả chúng sinh, tam muội trong một thân chứa đầy cả pháp giới, tam muội hiện bày pháp giới thanh tịnh trong một thân, tam muội thể nhập trọn vẹn vào pháp giới hiện ra sự trang nghiêm lớn, tam muội trí tuệ hộ trì bánh xe chánh pháp viên mãn của tất cả chư Phật, tam muội tất cả pháp phương tiện làm thành một phương tiện trang nghiêm, tam muội lưới báu nhân đà la bao gồm các cõi chúng sinh giữ gìn các nguyện tinh tấn, tam muội phân tất cả các thế giới luân, tam muội diệu đức tự tại như hoa sen, tam muội phân biệt được thân của tất cả chúng sinh, tam muội thị hiện thích hợp thân của tất cả chúng sinh, tam muội phân biệt được biển tất cả các âm thanh, tam muội biết rõ phạm vi của tất cả chúng sinh, tam muội kho tàng đại bi không thể hư hoại, tam muội tất cả chư Phật nhập vào cảnh giới Như Lai, tam muội thu tập tất cả các pháp môn của chư Phật, tam muội quán sát về Bồ Tát và sư tử phấn tấn. Các tam muội như vậy nhiều như số bụi trần trong một số cõi Phật, rồi thể nhập vào biển Như Lai, thể nhập tất cả các tam muội tự tại của chư Phật trong mỗi niệm đều đầy khắp pháp giới. Mỗi vị Bồ Tát ấy đều ngồi tòa sư tử vi diệu ngang bằng mười thế giới Phật, hiện bày trí tuệ tự tại sâu xa để được tất cả các địa. Trí tuệ thanh tịnh sáng suốt, quán sát tất cả đều từ tánh trí sinh ra, chuyên tâm cầu nhất thiết trí, thành tựu đầy đủ mắc tuệ không còn si mê, làm bậc điều ngự sư cho tất cả chúng sinh, tu hành chánh pháp bình đẳng của chư Phật, biết rõ ràng chắc chắn về tất cả các cảnh giới, phân biệt biết rõ tất cả các thế giới, ưa thích pháp tịch diệt, xa lìa thế gian, luôn ưa ở nơi yên tĩnh vắng vẻ, ở các cõi Phật không hề đắm nhiễm, tâm không lệ thuộc tất cả các pháp. Các Bồ Tát ấy ở trong cung điện, chánh pháp vi diệu trang nghiêm, giáo hóa làm cho tất cả chúng sinh đều được thành tựu, vì tất cả chúng sinh hiện ra cõi Phật, thành tựu đầy đủ các môn trí tuệ vô thượng, hoàn toàn ly dục đạt được thân trí tuệ, làm khô cạn biển các pháp hữu vi, làm bến bờ chân thật cho tất cả chúng sinh, đạt ánh sáng trí tuệ của biện pháp hoàn toàn viên mãn, tất cả đều an trụ trong tâm muội kiên cố, luôn nhớ nghĩ đến chúng sinh bằng tâm đại bi. Hiểu rõ tất cả các chúng sinh đều như mộng, tất cả như Như Lai đều như ánh chớp, tất cả các âm thanh lời nói đều như tiếng vọng. Hiểu rõ tất cả các pháp đều như huyễn hóa, viên mãn các nguyện,
đầy đủ hạnh Bồ Tát, trí tuệ viên mãn khắp nơi, phương tiện thanh tịnh, tâm mưu tịch tỉnh, thành tựu viên mãn tất cả các đà la ni, cảnh giới trí tuệ đầy đủ 10 luật, xa lìa sợ hãi, an trụ trong pháp giới, đạt được pháp nhãn thanh tịnh, đạt được tất cả các pháp môn mà không hề chấp thủ, tu hành biển vô lượng các trí tuệ, hoàn toàn đã đến trí tuệ bờ bên kia, đạt tất cả năng lực trí tuệ ba la mật, thành tựu thần thông ba la mật để cứu độ biển các chúng sinh. Các vị ấy đối với các tam muội ba la mật đều được tự tại, biết rõ nhất thiết trí là không lầm lỗi, mở bày kho tàng chánh pháp bằng phương tiện thiện xảo, đầy đủ biện tài, thành tựu nguyện lớn, đầy đủ các năng lực mây pháp vô tận. Các vị thường ở giữa đại chúng trống lên tiếng sư tử không hề sợ hãi, thường cầu chánh pháp tông không chấp tủ, diệt trừ si ám bằng tuệ nhãn thanh tịnh. Mặt trăng trí tuệ chiếu sáng cuộc đời sinh diệt, thành tựu trí tuệ, phóng ánh sáng lớn chiếu sáng tất cả chân lý, phương tiện thiện xảo công đức trí tuệ như núi kim cương, vượt thoát tất cả các pháp ba đời, giác ngộ pháp không hề sợ hãi. Nhờ công đức trí tuệ của các vị tiêu diệt cờ các ma, dựng lên ngọn cờ tinh tấn, viên mãn, thành tựu đầy đủ thân thanh tịnh, đạt được trí tuệ vô ngại, đối với tất cả các pháp, hiểu rõ chân thật về trí tuệ vô tận, an trụ trong chân thật, tu hành vững chắc về tam muội vô tướng, dùng phương tiện thiện xảo, phát sinh các hạnh Bồ Tát, có trí tuệ không phân biệt để thấy như thật về cảnh giới. Các vị ở các cõi nơi thế gian mà chiếu sáng đến khắp tất cả các cõi Phật không hề vướng mắc, rồi diệt hết mọi si ám đối với tất cả các pháp, trí tuệ hoàn hảo luôn luôn viên mãn, phóng ánh sáng pháp thanh tịnh trước khắp các cõi ở mười phương, làm ruộng phước tốt lành cho tất cả chúng sinh. Người nào thấy nghe cũng đều được mãn nguyện. Các vị làm núi tu di công đức cho tất cả thế gian, xa lìa sợ hãi, tu phục ngoại đạo, nói tiếng vi diệu vang khắp tất cả các cõi. Thường nhìn thấy chư Phật tâm không hề nhàm chán, thành tựu pháp thân tự tại của Như Lai, tùy theo sự thích ứng của chúng sinh mà giáo hóa họ. Các vị có thể dùng một thân tràn đầy khắp tất cả các cõi, chỉ dùng một ít phương tiện cũng đạt đầy đủ các thần lực tự tại thanh tịnh, đi đến khắp mười phương không hề trở ngại, trí tuệ viên mãn chiếu sáng khắp pháp giới, là mặt trời thanh tịnh sáng rỡ cho tất cả chúng sinh, tùy theo sự thích ứng của họ mà khen ngợi các công đức, biết rõ tất cả các căn và mọi mong muốn của chúng sinh. Các vị đạt đến cảnh giới không tranh đối với tất cả các pháp, phân biệt biết rõ tự tánh của các pháp, bao gồm các tướng lớn nhỏ, biết chắc chắn về các địa sâu xa của Như Lai, và nói về ý nghĩa sâu xa của các pháp, của từng câu, từng chữ không hề cùng tận, trong một lời nói của các vị giảng thuyết đều được biển tất cả các kinh, đạt trọn vẹn tất cả các đà la ni. Thân trí tuệ rộng lớn đạt hoàn toàn tất cả các đà la ni trong vô lượng kiếp, trong một niệm biết rõ về vô số kiếp, trong một niệm đạt được các pháp đà la ni trong ba đời, chiếu sáng khắp biển vô lượng pháp của chư Phật, phát khởi trí tuệ thanh tịnh cho tất cả chúng sinh, vận chuyển bánh xe chánh pháp không thể hủy hoại. Các vị ấy đã thành tựu cảnh giới trí tuệ của Như Lai, thường nhập vào tam muội chánh thọ thiện hiện, không còn chướng ngại, thể nhập sâu xa vào các pháp, thắng trí tự tại đối với tất cả các pháp, làm thanh tịnh trang nghiêm pháp giới thầm tâm khắp mười phương, gồm thâu tất cả các pháp giới ở mười phương trong mỗi hạt bụi trần, đều thể hiện thành chánh giác, trong tánh vô sắc hiện ra tất cả các sắc và có thể gồm thâu tất cả các phương và một phương. Các Bồ Tát ấy thành tựu viên mãn kho tàng vô lượng công đức trí tuệ như vậy, thường khen ngợi tất cả chư Phật, dùng từng chữ từng câu để giảng nói công đức của các vị thì không thể cùng tận. Tất cả chư vị đều vân tập nơi rừng kỳ hoàng. Bấy giờ các Bồ Tát ấy thể nhập sâu xa vào biển lớn công đức của Như Lai, nhập vào sông từ trong thân Bồ Tát, trong các lầu đài, trong các vật dụng trang trí, trong tòa sư tử. Vì năng lực ưa thích pháp, vì năng lực không thể nghĩ bàn, nên trong từng niệm đều phóng ra mây, vô lượng ánh sáng chiếu khắp pháp giới để giác ngộ chúng sinh. Như phóng ra mây ánh sáng tất cả những hương thơm quý báu, khen ngợi công đức của chư Phật trong ba đời bằng âm thanh vi diệu vang khắp mười phương, phóng ra mây tất cả chúng sinh, cảnh giới ánh sáng giảng nói tất cả những nghiệp báo thanh tịnh của chúng sinh bằng âm thanh vi diệu vang khắp mười phương, phóng ra mây ánh sáng trang nghiêm tất cả các hạnh nguyện Bồ Tát, giảng nói công đức hạnh nguyện của tất cả các Bồ Tát, phóng ra mây các thân biến hóa của tất cả chư Phật, âm thanh vi diệu của tất cả chư Như Lai vang khắp mười phương,
phóng ra mây các thân của tất cả các Bồ Tát tướng hảo trang nghiêm ở tất cả các cõi Phật, dùng âm thanh vi diệu để khen ngợi chư Phật vang khắp mười phương. Phóng ra mây các đạo tràng trang nghiêm của chư Phật trong ba đời, hiện ra cảnh tất cả chư Phật thành đẳng chánh giác đầy khắp mười phương. Trong tất cả các cảnh giới, phóng ra mây các long vương mưa xuống tất cả các hương thơm đầy khắp mười phương. Phóng ra mây các thân của tất cả chư Phật khen ngợi hạnh phổ hiền đầy khắp mười phương. Phóng ra mây ánh sáng thanh tịnh của tất cả các cõi Phật, tiếng của tất cả chư Như Lai vận chuyển bánh xe chánh pháp vang khắp mười phương. Nhờ năng lực ngoại thần của các Bồ Tát, nhờ năng lực của pháp này mà phóng ra những mây nhiều như số bụi trần trong vô số cõi Phật như vậy. Khi ấy, Đại Bồ Tát Phan Thù Xá Lợi nương nhờ toàn lực Phật quán sát mười phương, dùng kệ để khen ngợi vô lượng sự trang nghiêm trong rừng Kỳ Hoàng. Nhìn khắp rừng Kỳ Hoàng, sức tự tại Như Lai hiện tất cả cảnh giới, mây vô lượng công đức, vô lượng sắc vi diệu, vô số sự trang nghiêm đều chiếu hiện khắp nơi các cõi Phật mười phương. Chân long thân Phật tử phát ra mây tiếng Phật, các châu báu trang nghiêm đầy khắp cõi mười phương. Thân Phật như Phạm Vương, oai nghi luôn yên tĩnh, đi khắp cõi mười phương, dễ nói tiếng vi diệu. Chân long Phật phóng ra các thân nhiều khó bàn, thể đều như phổ hiền, các diệu tướng trang nghiêm. Bồ Tát thành tựu khắp biển công đức ba đời, tràn đầy nơi hư không, sinh ra mây trang nghiêm. Trong rừng Kỳ Hoàng này, phát ra tiếng vi diệu, nói cho cả đại chúng, khéo thanh tịnh nghiệp báo. Trong một mỗi cảnh giới, đều hiện biển cõi Phật, chư Như Lai ba đời, lực tự tại vô lượng. Trong chân long của Phật, tất cả các thế giới, nhiều như bụi cõi Phật đều phân biệt hiện rõ. Trong tất cả cảnh giới, phóng ra các Đức Phật, nhiều phương tiện thiện xảo, độ thoát tất cả chúng. Mây hoa, hương, ánh sáng, ngọc mani thanh tịnh, nhiều đám mây đẹp đẽ, đều đầy khắp khắp mười phương. Tất cả Phật ba đời, làm trang nghiêm đạo tràng, trong rừng Kỳ Hoàng này, tất cả đều xuất hiện, phổ hiện các Bồ Tát, vô số các trang nghiêm, trong các kiếp chúng sinh, làm nghiêm tịnh các cõi, các thế giới như vậy hiện ra tại Kỳ Hoàng. Bây giờ tất cả các Bồ Tát nhờ được tam muội của Như Lai chiếu soi, nên mỗi vị đều đạt được các pháp môn đại bi nhiều như bụi trần trong một số cõi Phật để giáo hóa làm lợi ích an lạc cho chúng sinh. Từ mỗi chân long của các Bồ Tát ấy đều phát ra các ánh sáng nhiều như số bụi trần trong vô số cõi Phật. Mỗi tia sáng đều xuất hiện các Bồ Tát nhiều như bụi trần trong một số cõi Phật. Thân của các vị rất thù thắng, là thân tôn quý bậc nhất ở thế gian, tùy theo sự thích ứng mà hiện ra khắp pháp giới để giáo hóa chúng sinh. Những người chưa được hóa độ làm cho được hóa độ, những người chưa giải thoát làm cho được giải thoát. Các vị hiện ra các cung điện nhiều như số bụi trần trong vô số cõi Phật. Hiện tướng vô thường, sự chết tất cả các pháp đều như huyễn, khen ngợi đạo tràng và nói các môn đại nguyện của tất cả các Bồ Tát. Hoặc ở tất cả các thế giới thì hiện thọ sinh vì tất cả chúng sinh mà hiện bày pháp môn Bố Thí Ba La Mật, hoặc hiện ra pháp môn Trì Giới Ba La Mật, công đức trì giới thanh tịnh viên mãn của tất cả chư Phật, hoặc hiện bày pháp môn Nhẫn Nhục Ba La Mật, đoạn trừ tất cả các chi tiết, hoặc thể hiện siêng năng tu tập pháp môn Tinh Tấn Ba La Mật, hoặc hiện bày pháp môn giải thoát liên tục về các thiền định và tam muội của tất cả các Bồ Tát. Ánh sáng trí tuệ viên mãn của Như Lai dốc lòng cầu tất cả các pháp Phật. Vì nghĩa lý của mỗi câu, mỗi chữ mà các vị có thể xả bỏ vô số vô lượng các thân đến chỗ của chư Phật, thương hỏi vô số pháp môn, luôn biết đúng thời, tùy theo sự thích ứng mà thuyết pháp, khiến cho tất cả chúng sinh đều an trụ trong nhất thiết trí, đạt được pháp môn, biển ánh sáng, trí tuệ, phương tiện, cũng dường tất cả chư Phật, Bồ Tát, tu phục các ma, đều phục các ngoại đạo, hiển hiện được các môn năng lực của Bồ Tát, trí tuệ thanh tịnh sáng suốt, biết rõ cả nghề khéo, khiến các chúng sinh đạt được pháp thù thắng vi diệu, biết được tất cả căn cơ, các tập khí, phiền não, các loại nghiệp báo và các trí tuệ của chúng sinh. Bồ Tát dùng các pháp môn nhiều như bụi trần trong một số cõi Phật như thế để giáo hóa chúng sinh, hoặc hiện ra cung trời, hoặc hiện ra cung rồng, hoặc hiện ra cung giả xoa, càng thất bà Atula, Kalola, Khẩn Nala, Mahalaya, hoặc hiện ra hiện cung Phạm Thiên, hoặc hiện ra cung điện loài người, cung vua Diêm La, hoặc hiện ra chỗ ở của địa ngục ngạ quỷ súc sinh, lòng đại bi trí tuệ và các đại nguyện không thể trở ngại
giáo hóa chúng sinh không rời phương tiện hoặc giáo hóa bằng danh hiệu hoặc dùng sự nhớ nghĩ để giáo hóa, dùng âm thanh, dùng ánh sáng viên mãn thanh tịnh để giáo hóa, hoặc dùng lưỡi ánh sáng để giáo hóa tùy theo sự thích ứng của đối tượng mà hiện ra ở trước họ, hiện ra ở khắp nơi trang nghiêm, mới không rời chỗ Phật, không rời khỏi tòa trong lâu đài hiện ra ở khắp mười phương, hoặc tỏa mây, hoặc các hóa thân, hoặc hiện thân không phân biệt để đến khắp mười phương để giáo hóa chúng sinh, hoặc hiện ra thân tướng thanh văn, hoặc hiện thân phạm thiên, hoặc hiện thân tất cả những người tu khổ hạnh, hoặc hiện thân thầy thuốc, hoặc hiện thân lái buôn, hoặc hiện thân người làm nghề lương thiện, hoặc hiện thân kỹ nữ, hoặc hiện thân trời, hoặc hiện thân tất cả những nghề khéo, hoặc hiện thân tất cả thành ấp xóm làng kinh đô, tùy theo sự thích ứng của đối tượng mà đến chỗ của họ, hoặc hiện ra các loại sắc thân, âm thanh để giáo hóa chúng sinh, hoặc hiện ra các phương pháp nói năng, các oai nghi, các hạnh Bồ Tát, các nghề nghiệp, những ánh sáng nhất thiết trí để làm đèn cho thế gian, chiếu soi đến khắp chúng sinh. Nghiệp báo trang nghiêm, phân biệt các phương hướng, hành viên mãn, tất cả các hạnh Bồ Tát hiện ra tất cả thành ấp xóm làng kinh đô để giáo hóa chúng sinh. Bây giờ Bồ Tát Phan Thù Xá Lợi từ lâu đài Thiện An trụ đi ra, cùng với tất cả các Bồ Tát đồng đi, lực sĩ Kim Cương luôn theo hộ vệ, trời bản nguyện cổ túc, dạ thiên nhạo văn pháp, thần phương hướng, thường tập đại bi tuyền trì, thần bóng đêm, trời diệt ngu si, thần mặt trời xuất sinh Phật trú, thần sông trang nghiêm chánh pháp giới hư không, thần biển độ chúng sinh sinh tử, thần núi trường dưỡng nhất thiết thiện căn nhất thiết chủng trí, thần hộ thân trang nghiêm nhất thiết chúng sinh, thân bản túc chương nguyện cúng dường nhất thiết Phật, thần hộ hành thủ hộ nhất thiết chúng sinh, vua Dạ Xoa thủ hộ nhất thiết chúng sinh, vua Càn Thác Bà linh nhất thiết chúng hoan hỷ, vua Cư Bàn Trà trời diệt nhất thiết ngạ quỷ thú, vua Ca Lâu La ư sinh tử hải bạc thế chúng sinh, vua Atula chánh cầu nhất thiết chủng trí, vua Ma Hầu La Già kiến Phật hoan hỷ, vua Yểm Túc, các vua trời thường yểm sinh tử và các vua cõi phạm thiên thường kính lễ Phật, đều cùng nhau đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, cúng dường xong từ tạ đi về phương Nam. Bấy giờ Tôn giả Xá Lợi Phất nương nhờ thần lực Phật, thấy Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi dùng sự trang nghiêm của Bồ Tát để từ trang nghiêm ra khỏi rừng Kỳ Hoàng và đi về phương Nam. Thấy vậy, Tôn giả suy nghĩ mình nên cùng đi với Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng với 6.000 tỳ kheo quyến thuộc đều ra khỏi phòng của mình, cùng đi đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi từ tạ đi theo hướng của Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. 6.000 tỳ kheo đệ tử cùng đi với Tôn giả Xá Lợi Phất đều là những vị mới xuất gia. Tên của các vị ấy là tỳ kheo Hải Trí, tỳ kheo Đại Thiện Điều Phục, tỳ kheo Công Đức Quang, tỳ kheo Đại Đồng Tử, tỳ kheo Điện Quang Hưng, tỳ kheo Thanh Tịnh Hạnh, tỳ kheo Thiên Diệu Đức, tỳ kheo Nhân Đà La Tuệ, tỳ kheo Phạm Thiên, tỳ kheo Tịch Tỉnh Tuệ. 6.000 tỳ kheo như vậy đều đã từng cúng dường chư Phật đời quá khứ. Ở chỗ chư Phật gieo trồng căn lành, tánh ưa thanh tịnh, lòng tin thấu suốt, hành các nguyện lớn, quán sát cảnh giới Phật, hiểu rõ thật tướng của Pháp, làm lợi ích cho chúng sinh, luôn ở thích chuyên tâm cầu công đức của Phật. Các tỳ kheo ấy đều do Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi hóa độ. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất quán sát đại chúng rồi nói với tỳ kheo Hải Trí, ông hãy nhìn thân tướng thanh tịnh của Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi, tướng hảo trang nghiêm, tất cả trời người không thể nghĩ bàn, ánh sáng viên mãn khiến cho vô số chúng sinh phát tâm hoan hỷ, phóng ra lưới ánh sáng lớn vi diệu trang nghiêm để diệt vô lượng khổ não cho chúng sinh. Nhìn quyến thuộc của vị đã thành tựu căn lành, hãy nhìn bước chân đi oai nghi đỉnh đạt, những chỗ đi đến đều tự nhiên bằng phẳng, mười phương đều không trở ngại, nhưng con đường đi được làm bằng các công đức. Bên cạnh luôn có kho tàng, các châu báu đẹp đẽ tự nhiên phát sinh. Nhìn các phước báo, căn lành nhờ đã cúng dường cho Phật quá khứ, từ các cây rừng phát sinh kho tàng trang nghiêm. Hãy nhìn tất cả các vua cõi trời, người cung kính lễ bái và cúng dường nhiều như mây mưa. Này Trí Hải, ông hãy nhìn Văn Thù Xá Lợi, tướng lông trắng giữa hai chân mày của tất cả chư Như Lai phóng ra cho luật ánh sáng, để giảng nói các Phật Pháp đều nhập vào đỉnh đầu. Khi ấy Tôn giả Xá Lợi Phất
Vì các tỳ kheo mà khen ngợi các đài trang nghiêm, dư luận công đức của văn thù xứ Lợi. Nghe những lời khen ngợi ấy, các tỳ kheo đều rất hoan hỷ, tâm của các vị thanh tịnh không còn có uế, thân thể nhẹ nhàng, các căn thuần tục xa lìa chướng ngại, hiện thế chư Phật chuyên tâm cầu đạo quả Bồ đề, đã được các căn thanh tịnh đầy đủ năng lực của Bồ Tát. Tâm đại bi tăng trưởng, thể nhập vào các ba la mật, phát thệ nguyện rộng lớn và thấy được tất cả chư Như Lai nhiều như biển ở khắp mười phương. Các tỳ kheo thưa tôn giả Xá Lợi Phất: Thưa đại sư, chúng con xin cùng đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi. Tôn giả Xá Lợi Phất cùng các tỳ kheo liền đi đến chỗ của Bồ Tát. Đến nơi, tôn giả Xá Lợi Phất thưa Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi: Thưa nhân giả, các tỳ kheo này đều mới xuất gia, họ muốn được gặp nhân giả. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi liền vì các tỳ kheo hiện bày năng lực tự tại của Bồ Tát, tướng như voi chúa, quay qua nhìn các tỳ kheo. Các tỳ kheo liền cúi đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát, rồi lùi lại chắp tay, đứng qua một bên, suy nghĩ: Nhờ công đức lễ bái này, chúng ta sẽ được biết thật tướng của các pháp, giống như Hòa Thượng Xá Lợi Phất. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đạt được thân thanh tịnh, tướng hảo, âm thanh và thân lực tự tại thật giống như Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni. Khi ấy, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi nói với các tỳ kheo: Các ông nên biết thiền nam thiền nữ nào thành tựu 10 loại đại tâm thì sẽ đạt được Phật địa, huống là Bồ Tát địa. 10 loại ấy là gì? Nghĩa là: một, phát tâm rộng lớn, tăng trưởng tất cả các căn lành, không bao giờ thoái lui, tâm không nhàm chán. 2. Gặp tất cả các đức Phật, cung kính cúng dường, tâm không nhàm chán. 3. Chuyên cầu tất cả các pháp Phật, tâm không nhàm chán. 4. Hành tất cả các pháp ba la mật của Bồ Tát, tâm không nhàm chán. 5. Đầy đủ các tam muội của Bồ Tát, tâm không nhàm chán. 6. Ở trong tất cả ba đời, tâm không nhàm chán. 7. Làm thanh tịnh trang nghiêm cõi Phật đầy khắp mười phương, tâm không nhàm chán. 8. Giáo hóa cho tất cả các chúng sinh được thành tựu tâm không nhàm chán. 9. Ở trong tất cả các cõi, trong tất cả các kiếp tu hành hạnh Bồ Tát, tâm không nhàm chán. 10. Phát tâm rộng lớn, tu tập các pháp ba la mật nhiều như số bụi trần, trong tất cả các cõi Phật và độ thoát tất cả chúng sinh. Đầy đủ 10 lực của Phật, tâm không nhàm chán. Thiền nam thì đứa nào thành tựu 10 loại pháp lớn như vậy, liền có thể nuôi lớn tất cả các căn lành, xa lìa tánh tất cả thế gian nơi đường sinh tử, vượt trên các địa thanh văn duyên giác, sinh vào nhà Như Lai, thành tựu đầy đủ đại nguyện của Bồ Tát, hành hạnh Bồ Tát, an trụ trong địa Bồ Tát, thành tựu công đức của Như Lai, thu phục các ma và bẻ gãy ngoại đạo. Các tỳ kheo ấy nghe pháp này xong, tất cả đều đạt được tam muội vô ngại tịnh nhãn, thấy được tất cả chư Như Lai trong khắp mười phương và vô lượng quyến chúng sinh quyến thuộc của chư Như Lai, lại thấy vô số hình tướng, các cung điện báu và các bụi trần trong các thế giới cho đến cảnh giới 10 loại mắt của Như Lai, tất cả đều được nhìn thấy. Chư Như Lai ấy cùng các loại câu và từ, các biện tài và âm thanh vi diệu để giảng nói biện các pháp đều được nghe biết, biết sự thọ sinh trong tất cả các cõi của chúng sinh đời quá khứ và vị lai, lại biết được các việc trong mỗi 10 kiếp và đời quá khứ và vị lai, biết 10 loại bản sinh của chư Như Lai, 10 loại thành tựu Bồ đề tự tại, 10 loại vận chuyển bánh xe pháp, 10 loại thần lực, 10 loại giáo hóa, 10 loại thuyết pháp, 10 loại biện tài. Khi đạt được tam muội này, các vị thành tựu đầy đủ 10 loại tâm bồ đề thực tế, một vạn tam muội, một vạn pháp la mật thanh tịnh, được ánh sáng viên mãn trí tuệ lớn và 10 minh để trụ tâm bồ đề của Bồ Tát. Khi Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi khuyên các tỳ kheo tu hành hạnh phổ hiền và an trụ trong hạnh phổ hiền, các tỳ kheo ấy phát sinh đại nguyện như biển rồi, thân tâm thanh tịnh, ánh sáng thông suốt bất tử. Đạt ánh sáng này rồi, không rời khỏi chỗ ngồi, mà sinh ra các pháp thân của tất cả chư Như Lai đầy khắp mười phương, đầy đủ tất cả các pháp Phật. Kiến lập tâm Bồ Đề cho tất cả, cho các tỳ kheo xong, Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi cùng với quyến thuộc của mình đi dần về phương Nam, đến phía đông thành Giác, ở trong tháp miếu lớn tại rừng Sa La Trang Nghiêm Tràng, là nơi chư Phật đời quá khứ đã ở,
cũng là nơi tu hành khổ hạnh của chư Phật quá khứ khi còn là Bồ Tát. Nơi này thường được tất cả các trời rồng dạ xoa cả thất bà Atula nhân phi nhân cúng dường. Khi ấy Bồ Tát Văn Tuần Sư Lợi liền ở nơi ấy giảng nói kinh Phổ Chiếu Nhất Thiết Pháp Giới và có 100 vạn ức kinh làm quyển thuộc. Khi giảng nói pháp này, từ trong biển lớn có vô lượng ngàn ức Long Vương cùng với quyến thuộc đều đến chỗ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi để nghe pháp. Nghe xong nhàm chán cõi rồng, chuyên cầu Phật đạo. Sau khi bỏ thân rồng được sinh vào cõi trời người, 1 vạn Long Vương được không thoái chuyển đối với đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Khi đó nghe Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang ở trong tháp miếu lớn trong rừng Sa La Trang Nghiêm Tràng, dân chúng ở thành giác gồm các ưu bà tắc ưu bà di đồng nam đồng nữ đều đến chỗ Bồ Tát. Có ưu bà tắc tên là Đại Trí, còn với 1.000 ưu bà tắc quyến thuộc như ưu bà tắc Tu Đạt Đa, bà Tu Đạt Đa công đức quang, khoan danh sơn đức, tịch tịnh đức, hoan hỷ đức, thiện tuệ, đại tuệ, hiền hiền diệu đức, vân vân. 1.000 ưu bà tắc như vậy đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát rồi lui lại ngồi qua một bên. Lại có 500 ưu bà di như ưu bà di đại tuệ quang, thiện quang, thiện thân, khả lạc thân, bạc đà la, hiền đức, hiền quang, quang minh tràng, diệu đức quang, thiện nhãn, vân vân. 500 ưu bà di đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát rồi lui lại ngồi qua một bên. Lại có 500 đồng tử như đồng tử thiện tài, thiện hạnh, thiện giới, thiện oai nghi, thiện tinh tấn, thiện tâm, thiện tuệ, thiện giác, thiện nhãn, thiện tí, thiện quang thắng, vân vân. 500 đồng tử đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát rồi lui lại ngồi qua một bên. Lại có 500 đồng nữ như đồng nữ Duyệt Lạc Nhan, kiên cố tuệ, diệu công đức, thắng thể, phạm thiên hưng, công đức quang, thiện quang minh, vân vân. 500 đồng nữ đều cúi đầu đảnh lễ dưới chân Bồ Tát rồi lui lại ngồi qua một bên. Bấy giờ biết đại chúng trong thành giác đã vân tập tùy theo sự thích ứng của họ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi dùng năng lực đại bi khiến họ được mát mẻ. Đại bi hiện ra để giáo nói pháp, trí tuệ sâu xa phân biệt được tâm họ, rồi dùng đại thiện, đại biện tài để giáo nói pháp. Quan sát đồng tử thiện tài, vì nhân duyên gì mà gọi là thiện tài? Đồng tử này khi mới thọ thai, trong nhà của đồng tử có kho báu, có kho 7 báu lớn. Kho ấy phát ra lầu đài bằng 7 báu, tự nhiên đầy đủ vàng bạc lưu ly pha lê trân châu sa cừ và mã não. Từ 7 báu này là sinh ra mầm 7 báu. Đồng tử ở trong thai 10 tháng phát sinh đầy đủ các bộ phận thân thể hoàn hảo. Mầm 7 báu trong nhà cao tầm cao 2 tầm, rộng 7 tầm. Trong nhà của đồng tử tự nhiên có 500 đồ dùng quý đựng đầy các châu báu, đồ bằng bạc đựng đầy vàng, đồ bằng kim cương chứa đầy các hương thơm, đồ dùng các hương thơm đựng đầy y phục quý báu, đồ bằng ngọc thạch đựng đầy thức ăn hảo hạng, đồ bằng mani đựng đầy nhiều loại châu báu. Các loại dụng cụ quý báu đựng đầy ván, sữa, dầu, mật, đề hồ và các vật dụng sinh hoạt. Đồ bằng lưu ly đựng đầy các châu báu, đồ bằng pha lê chứa đầy sa cừ, đồ bằng sa cừ chứa đầy pha lê. Đồ bằng mã não chứa đầy ngọc đỏ, đồ bằng ngọc đỏ đựng đầy ngọc mã não, đồ bằng ngọc hoa, ngọc hỏa đựng đầy ngọc tịnh thủy, đồ bằng ngọc tịnh thủy chứa đầy ngọc hỏa. 500 đồ dùng quý báu như vậy tự nhiên sắp thẳng hàng. Lại mưa xuống các châu báu đầy các kho tàng. Vì những việc ấy, trong chúng Bà La Môn có một vị giỏi về tướng số nói: đồng tử này đã từng cúng dường chư Phật quá khứ, trong sau căn lành, luôn ưa thích thanh tịnh, gần gũi thiện tri thức, thân miệng ý thanh tịnh, tu hành đạo Bồ Tát, cầu nhất thiết trí, tu theo pháp chư Phật, tâm thanh tịnh như không và đầy đủ hạnh Bồ Tát. Khi đó Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như tướng voi chúa quay qua nhìn thiện tài rồi nói: này thiện tài, ta sẽ nói pháp vi diệu cho ông. Phân biệt về chánh pháp chư Phật, phân biệt về các đức Phật tuần tự xuất hiện ở đời, pháp của quyến thuộc thanh tịnh, pháp vận chuyển bánh xe chánh pháp thanh tịnh, sắc thân của chư Phật, pháp về tướng hảo trang nghiêm thanh tịnh, pháp về tất cả chư Phật đầy đủ pháp thân, pháp về âm thanh vi diệu trang nghiêm của chư Phật, và nói về chánh pháp bình đẳng của tất cả chư Như Lai.
Biết thiện tài và tất cả đại chúng nhờ nghe pháp này đều được vô cùng hoan hỷ phát tâm bồ đề, hiện rõ các căn lành đời quá khứ. Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi không rời khỏi tòa, tùy theo sự thích ứng của các chúng sinh ở thành giác để giáo hóa họ rồi đi về phương Nam. Khi ấy được nghe các công đức vi diệu của Phật như vậy, từ Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi đồng tử biện tài chuyên tâm cầu đạo quả bồ đề, đi theo Bồ Tát Văn Thù Xá Lợi rồi nói kể rằng: ba cõi có thành quách, kiêu mạn làm tường thành, các cõi là thù địch, ái nhiễm là hầu sâu, bóng tối ngu si che, ba độc thường mạnh mẽ, ác quỷ làm nhà vua, trẻ con ở trong đó bị tham ái trói buộc, vua định phá chánh hạnh, ngu si che mắt tuệ, đôi lăng các đường tà, bỏng sẻ ganh ghét trói, hướng đến nạn ngạ quỷ, sinh già bệnh chết ngặt, ngu tối mãi trầm luân. Bậc đại bi viên mãn, mặt trời trí thanh tịnh, làm cạn biển phiền não, sinh đoái thương qua nhìn. Bậc đại từ vô thượng, ánh tuệ an chúng sinh, đâu đâu cũng sáng rõ, xin nguyệt vương chiếu tôi, dùa tất cả pháp giới, pháp tịnh làm bốn minh, thường vận chuyển pháp luân, xin dạy tôi diệu pháp, đầy đủ nguyện bồ đề, chú nhóm kho công đức, làm lợi ích chúng sinh, xin đại sư cứu độ. Thân mặc giáp nhẫn nhục, kiếm trí tuệ trong tay, nơi lối ác đường ma, cứu tôi thoát các nạn. Ở pháp định Tu Di, thiên nữ diệu định hầu, thôn phục A Tu La, đế thích quán sát tôi, đầy đủ sức ly cấu, phân biệt tất cả cõi, đèn sáng tình ở đời, xin dạy tôi chánh đạo, xa lìa các đường ác, làm đường lành thanh tịnh, tôi nghe môn giải thoát, thoát các nạn ở đời, chấp thường lạc ngã tịnh, mê lầm trong sinh tử, mất trí tuệ thanh tịnh, xin dạy môn giải thoát, xa lìa các điên đảo. Biết chánh đạo không sợ, hiểu rõ con đường chánh, chỉ rõ tôi bồ đề, an trụ trong chánh kiến, cây công đức dư Phật, thương rải hoa chánh giác. Xin dạy tôi bồ đề, mặt trời sáng thế gian, cho Như Lai ba đời, đến đi đều như pháp, xin dạy tôi thấy rõ, phân biệt tất cả nghiệp, hiểu sâu tánh các pháp, thưa trí tuệ quyết định, xin dạy tôi đại thừa. Các thệ nguyện viên mãn, đại bi không cùng, đức tịnh diệu trang nghiêm, an trụ tôi bồ đề, đủ pháp giới thanh tịnh, vì đại bi quán sát, hoa công đức trang nghiêm, ban tôi thừa đệ nhất, an trụ tòa phạm hạnh, mỹ nữ tam muội hầu, âm nhạc pháp vi diệu, xin dạy tôi chánh đạo. Kho bốn nhiếp vô tận, trí công đức trang nghiêm, ánh sáng chiếu khắp nơi, xin dạy đạo thù thắng, sức bố thí tròn đầy, hương thơm giới xoa thân, nhẫn nhục rất trang nghiêm, xin dạy tôi chánh đạo. Nhập sâu các thiền định, giáo hóa các quần sinh, đầy đủ pháp phương tiện, an tôi thừa thù thắng. Bậc viên mãn các nguyện, dứt hẳn vòng sinh tử, đủ năng lực trí tuệ, đặt tôi trong diệu pháp, tất cả đều thù thắng. Đại bi nhìn chúng sinh, hành vi diệu thù thắng, đặt tôi trong thật trí. Ở trong tuệ kim cang, nhất thiết trí rốt ráo, diệt trừ các chướng ngại, đặt tôi thừa hiền thánh. Tâm từ bi rộng lớn, làm an vui chúng sinh, mắt thanh tịnh pháp giới, đặt tôi thừa vô thượng, diệt trừ các khổ ấm, vong các nghiệp phiền não, thu phục hết các ma, đặt tôi trong chánh pháp. Trí tuệ chiếu mười phương, trang nghiêm các pháp giới, mãn nguyện cho chúng sinh, đặt tôi thừa vi diệu, tâm tịnh như hư không, trừ diệt ái, tà kiến, lợi ích các chúng sinh. An tôi pháp vi diệu, an trụ như phong luân, giữ tất cả các cõi, khiến chúng sinh trụ định, đặt tôi thừa thù thắng. An trụ như đại địa, đủ năng lực đại bi, trí tuệ ích chúng sinh, đặt tôi thừa vi diệu, ánh bốn nhiếp viên mãn, làm lợi ích chúng sinh, ánh tổng trì thanh tịnh, chỉ tôi mặt trời sáng, mở mắt tuệ thanh tịnh, bậc diệu trí trang nghiêm, đầu đội mão vô thượng, xin từ bi đoái thương. Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, quyển 45, hết.